Hôm trước lá vẻ vàng hơn. Này, ăn cái gì đây này? Bây giờ có bán mất giá lắm. Mất giá lắm. Mà không biết nữa. Vâng, cái làng cổ. Nhớ đấy.
Món bên gì vậy?
vậy anh? Không sao, nó để tí lạnh nữa thì mày. Bỏ cái khẩu trang thằng bé ra. Bỏ khẩu trang ra. Single view là cái giống như kiểu gì? Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng manh, những góc phố con đường quen. Mùa tháng năm trời xưa phương đồ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Nhạc chân lối đi hồ sông thầm bình, chưa về tuổi thơ hoa xuân tháng ba. Không phải năm nay bé tẹo như cái con kiến này. Mùa hoa xưa rơi tháng chín đồng bàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tình biệt thạch thảo, sự xa cuối đông cài vang bên sông. Tôi yêu mùa xuân hoa. Anh hỏi là bỏ ra nhé. Ra con tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm trời xưa phương đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hồ sâu thẳm bình, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng ba. Mùa hoa xưa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thế trong tim biệt thạch thảo, rực rỡ cuối đông cài vang bên sông. Ô đây là làng đó.
Hello. Ôi giời. Ta khóa rồi, cởi ta khóa. Còn ông nghe cái sao? Hàng cháu này. Đấy. Leo. Leo. Không. Leo. Ta khóa rồi. Con này, chụp ảnh nào, mẹ nó phải chụp ảnh đi. Chụp ảnh này, wow. Nó đưa cái tàu vào đây kiểu gì nhỉ? Ok, sit there, sit there. Nào, stay there, nào. Nào, ông, đưa ai bảo chụp cho xong rồi. Ông, đúng rồi. Ôi dài lắm đẹp luôn này. Nào, nào. Take picture. Take picture. Yeah, so beautiful. Wow. Look at the camera, yeah. Look at the camera, please, please. Yay. À, đẹp lắm, xong rồi rồi. Is that a tree? Có con em trai nước nào đi nhỉ? Chứ bố mày chắc phải trẻ mèo đôi người ra mày làm mày. Cái này cũng làm cái rồi. Ôi đẹp đấy.
pha ha, nó bảo là lên vượt pha đi đúng không ạ? Lên thằng này. Đó, con cong nó đi để cho nó. Ông mệt lắm. Cô xa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trở về bóng dưa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Đợi chờ em đến quá ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ngừng nói đau này, chết lặng giữa trời mây. Hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người đứng khác lạ. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương. Tự mình ngậm lấy tổn thương riêng mình. Rồi lại trở về đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mây chiều đậm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Đợi chờ em đến quá ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Em đi xuống kìa, tí tí nó cõng thì có cõng nhé. Đứa nào đi chơi mà nó cõng cái đó mà mũi. Đi đang đi nhá, đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Which really in world time isn't old, but in our time here in Canada, that's considered old. Yeah. Have you been to Wesco before? Last year we here. Bad timing though with COVID. We're hoping next year that everything will be open up again, because usually there's usually there's like 25 or more buildings open on Sunday here, so come back again next year and you'll be able to see more. Hopefully. In summertime. Back to normal. It'll be interesting for the kids. Absolutely. And by then too, the activities that we normally have, it couldn't be done. So much for kids to do. There's an upstairs that has two bedrooms. The same layout as this. Two bedrooms. And one larger room. Half story, yeah. Oh, where's this there? Behind the door at the corner. Oh, okay. But this is where you have everything. And do the bathroom also. That's it. And we don't have a pump, so we don't have water. We have to get water from the well outside, or, we have to bring it in. We don't have a... Are you part of this family? No, we're separate. Nước ở lấy ở bên ngoài. That's interesting. Okay, let's go. And what's that little room? It's just a pantry, storage area. The wood boxes in there. We're from Hawaii. We can only have one family in at a time. I'm sorry. Okay. It's not us. It's part of where we're living. Ôi giường ngày xưa bé tí này. Yeah, this is the parents' bedroom. And the children upstairs. One more floor. The staircase behind that door. It's the same layout as this floor. Like one big room and then two small rooms. So the boys would have been in one bedroom and the girls would have been in the other bedroom. And then the parents down here. I made this, Wow, so nice. Oh, we're very talented. My mom, she had two very good. Well, that was a way of getting clothing, right? You made your own. That was the way it was done. Yeah. Especially if we live in the country, this is a country. We don't have shops to go to the same as the people that lived in the city, even in the 1830s, right? So you had to do more of your own stuff out in the country. So we made our dresses. My friend here, my lady, gone. So everyone own sends you a room myself. This is nice and warm too. Yeah, we very warm. This is made from it's made from alpaca. It's not sheep's wool. This is alpaca. Oh wow! So it's really nice and warm and very soft. I love it. Very soft. Yeah, I like it better. Wool speech. Yeah. Okay, John, okay. Okay. All right. See you. See you next year. Thank you. See you. Bye.
Vi. Here, here, press it, press it. Like this. Rồi cái con nặn nặn to he. Ờ. Meo chơi, meo chơi. Meo chơi. Meo chơi. Vi, 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 vi. Leo, Leo, Leo. Leo chơi, Leo chơi. Dụng cụ ấy. Ra bóp ra xong rồi thả vào. Mẹ cứ để cho nó nói chuyện đi bà. Are you 12? 12. No. You're not 12? How does that work? Can you show me? 200 years ago, children played with toys like that. Oh, yeah. That's what their toys were like then. Yeah. You love it. And there's no batteries, right, Mike? Yes, no battery, no screen. You got to get him right up and over the top. Behind you. Yeah. 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 Okay, take me chờ ạ.
rồi.
അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂല നിങ്ങൾ അവിടെ രണ്ട് മൂല സ്വർണ്ണം